Hôm nay cộng tu ngày Chủ nhật, những đức thấy rất là nhiều cháu nhỏ nha. Các cháu tu cũng như người lớn luôn á. Thế từ niệm địa chung rồi lễ Phật, mấy cháu này rất là giỏi, đặc biệt. Nhiều cháu lắm, rất nhiều, những đức thấy từng đoàn, ví dụ như đoàn nào cũng thấy có nít nó tu, như nhóm thiện nguyện rồi ha, thấy nhiều đứa nhỏ nó lễ Phật mà thấy đặc biệt ghê. Nên giống như nhóm của Quảng Quý đồ Phú Yên đồ cũng nhiều đứa nít nó tu nên rồi Huệ Nguyện Diệu Xưng đồ Diệu Thắm Cái Bè nhiều lắm. Tiết Giang rồi mấy cô, số mấy cô Hiểu Tiết Bình Dương cũng rất là đông ha, tu tập chung nhé. Rồi Diệu Tịnh, Đồng Sáng, Bình Định đâu nhiều lắm quý vị, tóm lại rất là nhiều, đại diện số nhóm thôi. Nên từ nơi đó mà từng gia đình giống như được tập trung những cái nhân duyên đặc biệt như vậy để mình tu tập. Đây là đại sự nhân duyên thù thắng. Rồi, phương pháp tu thì đơn giản dễ tu, nên các cháu nhỏ cũng tu chung với mình được kết duyên. Mấy đứa nít mà tu tập mà mình khen các cháu cũng vui và nó thích tu ấy, quý vị. Giống như thấy cô Tệ Thương dẫn đâu 5-6 đứa nhỏ nhỏ ngồi niệm Phật lễ Phật ngon lành luôn. Thấy chưa, cái chủng tử này á, gieo á, khi mà gieo rồi là tự nhiên là nó không mắc, đến một ngày nào tự nhiên cái đủ nhân duyên để nó hưng khởi. Nên là ngày Chủ nhật mà được nghỉ học rồi đó, mà các cháu vô mà niệm Phật lễ Phật với ông bà cha mẹ là hay lắm á. Giống như Lục Nguyễn rồi mấy nhỏ nó vô nó tu chung với mẹ, thấy không? Giống như con cô Diệu Thắm rồi nó ngồi mình nó cũng tu được. Nên từ nơi đó mà trẻ trẻ gì là thiện duyên đặc biệt không có dán đâu. Nên cái công đức niệm Phật á, nó chuyển hóa được cái nghiệp duyên của một con người, nhất là các cháu từ khi còn nhỏ như một cái cây non vậy. Thí dụ như mà nó lớn lên duyên không được tốt đi, nhưng mà nhờ từ khi còn nhỏ biết niệm Phật, biết lễ Phật, nó chuyển cái tâm tính không tốt nó thành tốt, rồi chuyển nghiệp luôn. Thí dụ như đứa này nó lớn lên nó sẽ không được đặc biệt đấy, nhưng mà từ từ sau này nó lớn lên nó sẽ rất đặc biệt. Có khi đứa bé này nó đi học nhưng mà sau này nó học không tới nơi tới chốn, nhưng mà nhờ niệm Phật lễ Phật, nhờ cái phước duyên nó học tới nơi tới chốn rồi nó có công việc rất là ổn định luôn. Đó là gọi là phước duyên. Thì phải nhớ rằng là con người ai cũng mong mỏi được cái tốt, nhưng mà vì sao cái tốt không đến với mình nhiều mà thường đến với cái xấu với mình, là do vì mình thiếu duyên thiếu phước. Khi thiếu duyên thiếu phước rồi là cái xấu nó đến với mình, dù có anh ta có sắp xếp tốt cỡ nào cho mình nó cũng không được tốt. Mình thấy trong cuộc đời này có nhiều người, người ta có điều kiện, có chức phận đi, người ta muốn sắp xếp cho con cháu người ta được tốt, nhưng mà lạ tay sắp nó không được. Nên thí dụ như mình sắp nó vào cái chỗ này thì nó lại cái duyên phước nó đưa chỗ khác. Nên từ nơi đó mà mình mà muốn sắp sắp không được. Nên mọi người mình mà khi nhận thức được thì tự nhiên á, mình biết cái duyên phước nó đưa đẩy con người. Mà thêm cái từ khi còn nhỏ biết niệm Phật, nó niệm giết rồi cái tâm tính người nó cũng hiền hậu, nó không có buồn giận người khác để trong tâm. Đây là thấy là chuyển nghiệp rồi đó. Nên những đức nói rằng là từng gia đình niệm Phật tu tập gì nó có rất nhiều cái mà cảm ứng thù thắng. Nhưng Đức nghĩ ra cách là thí dụ như bây giờ, thí dụ như cái mạng truyền thông nó cũng phát triển, điện thoại nó thấy nó đa phần
ai cũng xài điện thoại. Nên từ nơi đó mà mỗi một người khi mình tu tập với gì, nhưng hãy bắt nhỏ lên chút nữa chứ. Mỗi một người khi mình tu tập thì bắt đầu là mình có những cái cảm ứng gì đặc biệt nha. Mình điện thoại báo cho, ví dụ như cái chú Tâm Nhiên đi, một đoạn nó có những cái cảm ứng hay hay, xong bắt đầu những đức nói chuyện những câu trước, khi những đức nghe rồi đó, nói chuyện dài ba câu trước nha, xong đưa công đoạn nó kép vào dẫn dắt câu chuyện. Nó làm cho nhiều người mà người ta mà không biết niệm Phật, người ta coi gì người ta thích lắm, coi gì người ta thích lắm. Mà nó phải xác thực, nó xác thực, nó cô động, nó xác thực. Nó từ nơi đó mà ví dụ như đức nghe một cái thôi, tự nhiên cái những đức sẽ dẫn dắt câu chuyện chút, xong nó đem công đoạn đó ghép vào chung lại, nó kết hợp dẫn dắt, dẫn chứng, xác thực luôn. Mỗi người tu tập có sự lợi ích, thì từ nơi đó mà nó mở rộng cái phạm vi tịnh độ, mở rộng ra, nhiều người biết tịnh độ. Như bây giờ những đức thấy rằng là phát triển rất nhiều đạo tràng tịnh độ cư sĩ nè, mà bây giờ nó đang lan tỏa đó. Mà nếu cái đà này thì quý vị biết rằng là cái đất nước chúng ta có phước báo, tại vì nhiều người niệm Phật, nhiều người niệm Phật, mà từng nhà niệm Phật. Mà bây giờ quý vị coi từng gia đình tu tập gì, tu tập xong rồi công việc vẫn làm được bình thường, ổn định luôn, khỏi cần đi đâu xa, mà tại gia đình có phương pháp tu. Vì nhớ, cái hạnh phúc lớn nhất nghe quý vị, là khi mình nghe đạo, mình tin nhân quả và có một phương pháp tu. Đối với cái chuyện thương ghét được mắc trong cuộc đời nhẹ bớt, là tức khắc con người có duyên phước lớn liền. Tại vì mỗi ngày nó dưỡng cho mình một cái tâm an lạc. Con người đa phần ai mà khen mình là cái như là bản thân mình sẽ thích thú lắm, nhưng mà kế cái khen là cái chê sẽ đau khổ. Nên chúng ta đa phần bị con người nó giống như là nó thao túng mình. Bữa nay nó thích nó khen mình, ngày mai nó không thích nó chê mình. Chúng ta bị trong cái dòng lẳng quẳng thao túng, nó làm mình khổ đau. Nên mình bây giờ người nghe đạo, biết đạo, tin nhân quả, biết niệm Phật, thì mình đừng bị cái sự thao túng đó nữa. Khen cũng được, chê cũng được, được cũng được, mắc cũng được, tùy duyên thôi. Từ nơi đó mà quý vị biết rằng cái lối sống này là thật sự cái lối sống trí tuệ. Lối sống này là lối sống trí tuệ. Vì thế đa phần trong cái cuộc đời này, từ đời ông bà mình dài xuống, quý vị thấy đa phần là bị cái gì? Bị thao túng tư tưởng. Thao túng tư tưởng là có nghĩa là người ta khen mình thì mình mừng, người ta chê mình khổ. Mà cũng vì cái lời khen mà chúng ta phải làm việc, cũng vì cái lời khen mà chúng ta phải làm nô lệ cho cái lời khen. Đơn giản đó nghe quý vị. Thí dụ như bây giờ người ta khen mình cái là bản thân mình làm chết mồ luôn, nhưng mà khi người ta chê mình cái sụi đời. Thấy chưa? Chúng ta bị thao túng tư tưởng này là do gì? Chúng ta không có nhìn nhận được định luật nhân quả. Nếu như chúng ta mà nhìn nhận được định luật nhân quả, chúng ta sẽ không bao giờ bị những cái thao túng tư tưởng này ảnh hưởng nhiều quá. Thì con người bị sẽ tự tại, chắc chắn bị sẽ tự tại. Nó nên á, Phật pháp rất là hay. Nó Phật pháp nó rất là trí tuệ, không có đơn giản đâu, nên mới nói là Phật pháp đi vượt thời đại mà. Nếu như con người mà sống trong thời cuộc này mà mình có một cái phương pháp tu mỗi ngày dưỡng tâm để tích năng lượng thì ai bằng quý vị? Quý vị coi, quý vị mà có một phương pháp tu để tích năng lượng thì đố ai bằng quý vị luôn. Con người quý vị chỉ nhắm mục tiêu làm một cái gì là thành công cái này. Quý vị biết rằng từ khi những đức học Phật tới giờ về định luật nhân quả, những đức nhận thức sâu sắc. Nên con người mình bây giờ như thế nào? Mình có gì ngon mình thích gũ người ta ăn ngon, mình cũng được ăn, mà nhiều người được ăn ngon. Mình có một nơi ở đẹp đẹp được mình gũ người ta lại ở chung, thích gì ra. Thí dụ như mình, nếu những đức mà không được nghe Phật pháp đi, xin thưa quý vị, chúng ta đa bằng cái gì cũng là phải bảo vệ cái của mình. Mà khi mình bảo vệ cái của mình thì cái phước mình nó hưởng trong cái phạm vi đó đó. Mình hưởng cái phạm vi phước của mình, cá nhân mình hưởng, nó không phát tán ra được quý vị. Nhưng mà khi mình học đạo, mình hiểu rồi, mình ăn món đồ ăn ngon, mình rủ người ta ăn, mình chia cho người ta, thì phước mình nó nhân rộng ra.
phước xài hoài xài không hết. Mình có căn nhà rộng quá, mình suy nghĩ làm sao để cho nhiều người được nhờ cái căn nhà này, thì mình sẽ mở rộng phạm vi hưởng phước của mình ra, hưởng không hết, hưởng đến mức mà mình về tới thế giới cực lạc luôn. Đó gọi là phát triển được tâm lượng rộng lớn, thấy không? Phát triển tâm lượng rộng lớn. Thí dụ như quý vị thấy đa phần con người ta, cái gì mà của người ta đẹp là người ta sẽ bảo vệ ghê lắm, nhưng mà cuối cùng một hơi thở thở ra, không hít vào, mình có cầm gì tới được đâu. Mình hiểu nguyên lý này tại vì mình muốn sanh cực lạc, nên bản thân của mình tâm lượng sẽ mở rộng ra liền, thật sự mở rộng phạm vi ra. Nên những đức nói rằng, những đức đã từng được ở trong ngôi nhà Tam Bảo, những đức đã biết nắm bắt cơ hội. Và những đức cũng nói chuyện nói với vị nghe rất nhiều lần, những đức nói rằng cơ hội làm được cố gắng làm đi, khi không làm được muốn làm không được đâu. Nó thấy rõ ràng không? Những gì những đức nói là quý vị thấy rõ ràng luôn. Những đức nói rất nhiều lần là có cơ hội làm, nỗ lực mà làm, khi muốn làm không được đâu. Nên những đức nói thời gian của những đức được làm việc trong ngôi nhà Tam Bảo đúng là xứng đáng. Một năm những đức làm 10 năm người khác cũng không so sánh bằng. Thật sự mà nói, duyên những đức kết với chúng sanh không biết bao nhiêu mà nói. Dù bây giờ có nghịch đi chăng nữa cũng là những đức đã từng kết duyên thuận với quý vị. Những đức đâu có nghịch với quý vị đâu. Quý vị thích nghịch thì cái chuyện đó của quý vị thôi. Tất cả những gì những đức hướng dẫn người ta đều được sự an lạc, vui vẻ. Còn cái gì mà nghiệp duyên của những đức thì bản thân đó là của những đức. Còn họ muốn nhào vô thì cái đó họ tự dính chịu, gán và chịu. Còn bản thân những đức đâu có ảnh hưởng gì đâu quý vị. Thật sự mà nói, quý vị thấy những đức vẫn bình thường. Trong hoàn cảnh nào thì những đức vẫn là như vậy. Vẫn là nhiệt tình, vẫn hết lòng. Và vẫn đem bóng tình độ giới thiệu. Nên quý vị biết rằng con người chúng ta thường bị nghiệp duyên nhân quả thao túng mình, dẫn dắt mình, và mình thường muốn đi nghịch lại định luật nhân quả nên mình chuốc phiền não, đi ngược định luật nhân quả làm sao được quý vị. Khi nhân quả mà đã đến rồi, chúng ta chỉ có tin nhân quả và quyết tâm niệm Phật. Quý vị biết rằng là pháp môn tịnh độ này rất là nhiều người niệm Phật mà được cảm ứng, nhất là bệnh đau mà có khi bác sĩ chạy mà niệm Phật chuyển hóa. Mà phải tin nghe, phải tin niệm Phật có nhiều cảm ứng mà không thể nghĩ bàn luôn quý vị. Nó chính cuộc đời những đức đi tu, những đức thấy nè, những đức có một người anh thứ hai. Người anh này ông chết năm 44 tuổi, năm nay những đức năm 43, chắc năm 44 mới bằng năm chắc cũng chết luôn. Nên từ nơi đó mà ông anh này ông chết năm 44 tuổi. Những đứa có 3 anh em nam, nhưng ông anh hai là ông là hiền nhất. Hiền mà rất giỏi, rất nhiệt tình. Nhưng mà cái hiền, cái giỏi, nhiệt tình của ông nó nằm ngay chỗ nào quý vị biết không? Ngày xưa ở dưới quê quý vị biết mà, khi một thanh niên nào hay một người nữ nào nhà có đám giỗ, đám cưới mà đến nơi đó mà lao vào trong bếp cắt cổ gà, đâm heo, cạo lông heo, nhổ lông gà, rồi làm này làm kia làm thịt đồ, là người này giỏi, là giỏi đó. Mà anh hai như đức là ông nằm vào cái dạng giỏi đó đó. Nên khi ông ra qua nhà bên nội bên ngoại đám giỗ đám cưới là ông nhào vô trong bếp ông làm sát sanh kinh khủng luôn, sát sanh nhiều luôn. Thì vì biết rằng là năm ông 44 tuổi, ông bị một cái bú nhỏ xíu xíu chỗ này thôi, thì đưa đến cái nơi mổ, lấy ông ra mổ thí nghiệm, lấy cái dao gạch nhẹ đó thôi, một tháng sau thôi nó bự thành bé lớn rồi quý vị. Và từ từ một bú nó bự ra, và nó gút ở dưới thịt, ở dưới chân rồi nó lên trên hết luôn, lên một bệt bự gì nè. Và gia đình không ai biết tu tập gì hết chứ, không ai biết tu hết, bên vợ bên chồng không ai biết tu. Lúc đó những đức trên thành phố cũng ăn nhậu hư hỏng. Thì vì biết rằng là người ta chỉ nào là mua gắn cắt máu uống, rồi cúng đầu heo, làm này làm kia, thầy bà tùm lum chỉ. Cuối cùng đến lúc anh chết cực kỳ thê thảm. Nhìn bây giờ bản thân mình biết tu mình thấy đúng là biến dạng, biến dạng. Anh rất hiền luôn, rất nhiệt tình luôn, nhưng chỉ đúng một cái sát sanh,
sát sanh rất nhiều. Thì vì nghe những đức nói ở dưới quê ngày xưa mà đi lại nhà mà nhiệt tình như vậy là khen rồi đó, giỏi, công nhận giúp này giỏi thiệt nghe, quá giỏi, quá giỏi. À, còn thằng nào mà không chịu vô sát sanh làm này làm kia, đúng thằng này nghiền, này là biến. Nhưng mà cái thằng là biến đỡ sát sanh. Cái thằng siêng năng cuối cùng đi đi sát sanh quá trời luôn. Mà sát sanh là đoản mạng chúng sanh, mà đoản mạng chúng sanh thì thọ mạng mình bị ngắn lại. Chính ông anh hai Nhật Đức là 100% cho Nhật Đức nhìn thấy rõ ràng. Và Nhật Đức đã từng kể bị nghe, hồi xưa giờ ít, bây giờ Nhật Đức ngủ mà nằm mơ đồ thấy này kia lắm. Nhưng mà có lần Nhật Đức ngủ thấy anh rõ ràng luôn. Thấy anh ngồi anh rất là buồn, mà thịt anh nó rớt xuống, mà anh lụm thịt anh bỏ vô miệng ăn. Quý vị biết cái cảnh giới là cảnh giới gì không? Quỷ đạo. Cảnh giới quỷ đạo. Kinh chưa? Không đơn giản đâu quý vị à. Quý vị nhớ nè, mình giết một con vật là phải trả mạng một lần. Giết một con vật trả mạng một lần. Đạp một con kiến trả mạng một lần. Đập một con mũi trả mạng một lần. Giết một con ruồi trả mạng một lần. Nếu như quý vị cầm thuốc bị xích một phát, bao nhiêu con vật chết, thì quý vị phải trả mỗi một con vật là một mạng. Giết mạng trả mạng 100% về nhân quả, không sai. Vì tin cây vì đây là việc người anh những đức nhìn thấy rõ ràng luôn đó. À, nên từ nơi đó mà những đức thấy như vậy rồi, một cái là những đức á, tổ chức chương trình tu, những đức thầm trong tâm mình hồi hướng cầu siêu độ cho anh. Sau này những đức không thấy anh nữa, không biết có siêu độ chưa mình không biết. Thấy không? Nên từ nó đó mà khi còn sống này nè, mình mà nghe đạo, phải chi mình mà nghe đạo thì mình đâu có đến nỗi tạo tội nghiệp dữ dằn đâu quý vị. Dù có tạo tội nghiệp mình cũng có cơ hội phương pháp mình quay đầu nữa. Còn anh đến năm 44 tuổi anh chết luôn vậy, anh đâu có nghe được Phật pháp gì đâu quý vị. Nó đâu nghe được Phật pháp gì đâu. Nó thêm một cái nữa là bản thân mình đã tạo tội nghiệp như vậy mà mỗi năm đám giỗ còn sát sanh hại vật xả xuống. Con cháu nó đâu có tin đâu. Tiếp tục sát sanh hại vật xả xuống. Bây giờ quý vị coi trong gia đình mình này, có nhiều người mình nói họ không được, họ vẫn là mỗi năm sát sanh hại vật họ xả xuống cho ông bà cha mẹ. Bởi vì trong nhà mình có mà, đâu phải gia đình nào cũng cúng chay được hết đâu quý vị. Nó được cúng chay hết là có phước lắm rồi, nhưng mà không cúng được không. Cái này là cái cực kỳ thê thảm. Nên những đức nói rằng mà mình được nghe Phật pháp nghe quý vị, mình được niệm Phật lễ Phật mỗi ngày, đây là đại phước báo nhân duyên. Mình nghe thì mình biết chánh, mình giảm tối đa luôn quý vị. Đó. Mình nghe thì mình sẽ biết chánh thôi. Nên từ từ đó một câu Phật hiệu này nghe giải quyết rất nhiều vấn đề, mà nhất là từ ngay gia đình quý vị tu tập. Bây giờ ngày nào mình cũng được tu tập chung, được nhắc nhở, mình chánh được những cái điều mình tạo tội nghiệp, hoặc là mình lỡ buồn giận hận trách ai, mình cũng sẽ giải tỏa rất là mau cái tâm này. Thì mình thấy nhờ được nhắc nhở, nếu không là mình không dừng được đâu, thật sự không dừng được đâu. Nhưng Đức biết một cái gia đình này nghe quý vị, gia đình này không có xấu gì, nhưng mà do anh em đồ gặp nhau một cái là bắt đầu là thí dụ như đám giỗ giết một con heo hoặc giết thêm con bò, cứ làm vậy đó. Thì biết rằng là cái gia đạo này 20 năm sau, cái tuổi những con người đó chưa đến nỗi lớn quá mà bệnh đau và chết yểu đa phần. Thấy kinh chưa? Nhất là mỗi lần hồi xưa nghe bị, bây giờ đỡ, bây giờ là có những dịch vụ nấu ăn là người ta làm hết rồi đó. Nhưng vì biết ngày xưa mỗi lần đám cưới nghe là giết bò, giết heo là tự nhà mình làm nghe quý vị, tự giết. Thí dụ như ngày xưa mà sắp sửa đám cưới đồ cho con cái là phải nuôi 2 con heo thí dụ, rồi tới ngày đó bắt đầu là mằng 2 con heo thí dụ như làm thịt. Ngày xưa là ưa như vậy đó, và giết thêm một con bò đồ này kia nó. Thì quý vị biết rằng là 20 năm sau, những người đó tuổi chưa lớn gì mấy nhưng đa phần bệnh đau và chết yểu. Thì biết rằng con người thọ mạng đến thì phải chết thôi, nhưng nếu mình biết niệm Phật biết tu nghe thì dù cỡ nào nó cũng không tệ, cỡ nào cũng không tệ. Tại vì mình biết niệm Phật biết tu, mình có một phương đi về. Còn nếu như mà mình không biết gì hết trơn thì mình cứ lao theo cái dòng nghiệp chướng đó, thì tức khắc đến khi mà cuối cuộc đời là nó đẩy thẳng mình đi xuống luôn tam độ ác đạo. Nên mấy cái đứa nít nhỏ này nè, ruồi mũi kiến gián không dám đập các con, hiểu chưa? Nó lỡ mũi lỡ nó hút mình miếng máu, mình đuổi nó đi đi thì quá đặc biệt rồi.
Nếu như mà bây giờ người lớn đập thì nít nó đập theo. Mà bây giờ nếu quý vị nghe vậy, vị đâu có dám đập đâu. Mình không cho nó hút miếng máu, mình đuổi nó đi đi là sống thôi. Nhưng nghe những việc này nó quan trọng lắm quý vị. Nó ấn tượng vào trong tâm khảm mỗi một con người nghe luôn á. Thật sự mà nói cái nhân cái quả, mình giết con mũi thì mình phải trả mạng nó lần thôi. Nó mình giết con ruồi thì mình trả mạng lên nó thôi, tại vì giết mạng trả mạng à. Nó bất cứ mình thiếu cái gì mình trả, thiếu tiền thì trả tiền, mình ăn cắp tiền người ta thì trả tiền. Mình thiếu tình thì trả tình, mình lừa tình người ta thì mình trả tình. Thiếu mạng thì trả mạng à. Có nghĩa là nhân quả phải tin 100% vì nhân quả. Khi hiểu được nguyên lý này thì tức khắc không dám gieo nhân ác. Nó mới nói là Bồ Tát thì sợ nhân, chúng sanh thì sợ quả. Nên mỗi một người tạo ác nghiệp, bản thân mình chỉ nhìn đó và cảnh tỉnh mình, bản thân mình điều chỉnh lại. Có khi bản thân mình không dám chen vào nghiệp duyên của người ta. Bản thân mình không dám chen vào nghiệp duyên của người ta. Vì mỗi người nó có một cái nhân cái quả trong cuộc đời này nó đáng sợ lắm. Mình chen vào thì mình chen vào cái nghiệp của người ta, thì bản thân mình nó dính nghiệp luôn vậy đó. Mà đa phần con người trong cuộc đời này, quý vị biết rằng họ thích chen vào. Cái giống như là cái câu là thấy chuyện bất bình nhào vô, nhưng mà không ngờ là chen vô cái nghiệp. Nhưng mà cái người biết tu mình nó biết điều chỉnh lại, nó không dám chen vào cái nghiệp của người ta. Không dám chen vào. Mình chỉ là người quá giải chứ không dám chen vào nghiệp của người ta. Chen vào nghiệp người ta là đáng sợ lắm đó quý vị. Nên nãy như Đức nói quý vị nghe cái công đoạn mà niệm Phật tu tập có những cái cảm ứng, thấy không? Điện thoại chú Tâm Nhiên báo, quay lại đoạn ngắn đó, thì Đức nói chuyện thêm khúc kép vào. Có nhiều người ta khi coi, người ta thấy xác thực của câu chuyện, tức khắc mở rộng phạm vi, đem tịnh độ truyền bá. Dù bây giờ những Đức ở nơi tu ngồi một mình gì nghe, nhưng mà những Đức cũng nghĩ ra nhiều cách làm sao cho nhiều chúng sanh được lợi ích. Nhiều chúng sanh được lợi ích. Bây giờ mà có một người mà ngày nào cũng tu, quý vị năm thờ, rồi một tháng 4 ngày thì tu 12 giờ khuya, mỗi tuần thứ bảy tu 12 giờ khuya. Cái việc này là cái việc quý vị thấy cũng là hiếm gặp rồi đó. Chắc chắn quý vị luôn đó. Dù biết rằng là làm cái việc này á, là nhiều người thấy cái đạo tràng vẫn không chung những thứ cũng thích á, nhưng mà nhào vô làm cũng không đơn giản. Phải dành toàn bộ thời gian đi vào chỗ này luôn thì mới làm được. Quý vị biết rằng bây giờ mà những đức muốn lập đạo tràng là những đức phải đi từ cái chỗ như đức ở lợi cho đó khoảng 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, từ chỗ như đức ở lợi cho đó 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, để làm chi? Những đức từ nhà những đức đi đến nơi đó thì phải đúng thời gian tu, không được mất thời gian tu. Còn nếu đi phạm vi xa hơn, những đức không lập, tại vì đi xa những đức sẽ bỏ thời gian tu của những đức. Nên từ chỗ ở như đức nó đi lại chỗ đó, từ chỗ ở lại chỗ đó nó phải nằm 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, 1 tiếng rưỡi 2 tiếng. Nó thí dụ như đức ở thành phố đi, như đi lỡ Đồng Nai thì khoảng cỡ 1 tiếng, 1 tiếng rưỡi. Đi lên Bình Dương 1 tiếng rưỡi 2 tiếng. Đi lên Tây Ninh 1 tiếng rưỡi 2 tiếng. Cứ phạm vi vậy đó là như đức sẽ lập được đạo tràng. Nó tự nhiên cấm gốc đạo tràng cư sĩ và mở rộng phạm vi cho nhiều người ra, nhiều người phát triển đạo tràng cư sĩ. Bây giờ quý vị có nè, từng gia đình, từng nhóm người luôn. Tu tập xong có khi ngồi ăn cơm chút xíu đi gì, tại gia đình lại là một đạo tràng. Nên hàng cư sĩ nên nắm chắc câu Phật hiệu này. Nhớ kỹ câu tin sâu nhân quả, tín nguyện trì danh cầu sanh cực lạc. Chỗ này là chỗ cực kỳ quan trọng. Chính mình tự độ độ người, nhiệt tình mà dạy tin nhân quả đi quý vị. Như bản thân những đức này, có nhân có quả phải không? Bản thân của mình chấp nhận trả không buồn khổ. Chấp nhận trả không buồn khổ. Vì sao? Vì muốn về thế giới cực lạc. Nếu như quý vị là người tu tập mà thật sự tin nhân quả nghe, vì sẽ không buồn khổ với những việc mà trở ngại đến với quý vị. Còn nếu như mà không nghe được nhân quả 100% quý vị, nhất định một ngày nào nó đổ sạch. Dù quý vị làm bao nhiêu việc thiện, bao nhiêu việc tốt luôn, nhưng nó đổ sạch. Nói thật sự quý vị, nếu không sâu sắc vào định lực nhân quả đó, dù người ta có giúp quý vị cỡ nào đi chăng nữa, khi người ta lỡ phạm một điều gì, quý vị chỉ có chửi người ta thôi, vì chỉ có hận người ta thôi. Mà quý vị không biết là người ta đã giúp quý vị bao nhiêu lần thì quên hết trơn. Còn nếu như quý vị mà tin nhân quả thì quý vị nói ô nhân quả của ông, của bà tự chịu đi. Còn ông bà giúp tôi cảm ơn. Còn người mà mang một cái tâm cảm ơn thì nghiệp chướng tiêu trừ. Còn người mà quên ơn mọi nghĩa thì 100% quý vị có tu cỡ nào thì nghiệp nó cũng tăng hết. Từ khi quý vị tu làm sao mà chuyển được cái tâm đó thì mới tiêu nghiệp. Nhớ ơn thì tiêu nghiệp, mà quên ơn thì nghiệp tăng, không nói chứ. Vì có tu giỏi cỡ nào đi chăng nữa, nhưng mà quên ơn bội nghĩa là chịu thua. Chắc chắn quý vị luôn.
Nên những đức hồi đó mà ở bên cạnh các anh em huynh đệ, những đức nói phải nhớ ơn và lấy chữ chung nghĩa làm đầu. Con người ai cũng có cái sai, nhưng bỏ chung nghĩa, quên ơn vội nghĩa thì hoàn toàn đứt đường. Đến một ngày nào quý vị sẽ thấy cực kỳ thê thảm. Thật sự bây giờ con người mình làm được một việc gì đó, một ngày nào lỡ mình bị thất bại, nhưng mà mình vẫn có chữ chung và chữ nghĩa, thì quý vị biết mình đi đâu cũng có cơ hội hết. Vì thấy những đức đi đến đâu cũng có cơ hội, vì thấy không? Trong đạo như đức cũng có cơ hội, bước ra đời như đức cũng có cơ hội luôn. Thấy rõ ràng chưa? Nếu như mà bỏ chữ chung nghĩa nha quý vị, và quên ơn vội nghĩa thì 100% quý vị vì sẽ đứt đường. Nên con cháu, cái dạy quan trọng con cháu mình như thế nào? Nhớ ơn đền ơn. Cái nhớ ơn đền ơn là chỗ cực kỳ quan trọng. Đừng có quên ơn vội nghĩa. Thì tức khắc khi niệm Phật cũng ơn với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và ơn với Đức Phật A Di Đà. Nên từ nơi đó mà mình sẽ chuyên nhất niệm Phật, thành tựu con đường giảng sanh. Chúc quý vị an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúc quý vị an lạc nha. Chúng ta hẹn gặp nhau cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật.